Xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay bên em xin giới thiệu mẫu mạch loa kéo mới này. Mẫu này ha, đây. Mẫu này thì là mẫu nâng cấp River bên em nha các. Kích thước là 13 này. Dọc 13, ngang là 28 xăng này. Đó. Mẫu này bên em thiết kế mới ha, hoàn toàn luôn. Có những tạo thành những cái khối cho mình dễ phân biệt này, đây. Ngoài ra thì bây giờ bên em mẫu này có những cái phiên bản mới. Thứ nhất là nút mode Silver. Nút này có chức năng như thế nào? Nút này có chức năng là khi nào mình thích cho Silver, không thích cho Silver ha, thì mình chỉ cần nhấn vô là được. Những anh mà chỉ thích ca thùng Eco thôi thì mình chỉ cần nhấn cái nút này vô thì nó sẽ tắt cái tiếng Silver cho mình. Còn không bình thường mình vẫn cứ đỡ thì nó sẽ có tiếng Silver cho mình ha. Rồi tiếp theo là cái nút Accessor này. Nút này là có chức năng gì? Lúc này có chức năng là tắt tiếng ca. Khi mình đang nghe nhạc bình thường ha, có tiếng ca thì mình nhấn cái nút accessor này vào thì nó sẽ tắt cái tiếng ca của đi, chỉ còn lại tiếng nhạc cho mình nghe nhạc thôi. Đó, đó là chức năng của cái nút này luôn. Rồi, bây giờ tiếp là cái nút mode bass boost này. Lúc này có chức năng như thế nào? Nút này có chức năng là tăng cường âm bass trầm nè. Ha. Âm bass của mình bình thường thì mình sẽ nghe âm bass bình thường, khi mình nhấn nút này nó sẽ lắng xuống tạo thành cái âm trầm luôn ha. Âm trầm gần giống như sub ha. Tần số khoảng 100 Hz á. Nó xuống khoảng 100 Hz nha. Còn âm sub thì khoảng là 50 Hz ha. Âm sub này 50 Hz thì âm này là 100 Hz. Đó. Toàn bộ ha. Cái mạch đây. Chỗ này là ngõ để mình cắm sạc bình ha. Cắm sạc bình chỗ này 15V 3A này. Hoặc là mình có thể dùng chỗ này là nút cắm dây nguồn ha. Bên em sẽ gửi cho mình một sợi dây nguồn cho mình luôn. Đó, một sợi dây nguồn số 8 như mình để mình cắm sạc ha. Hoặc là mình có thể mở nguồn trực tiếp tại cái này. Mình dùng nguồn trực tiếp cũng được. Nhưng mà tốt nhất thì bên em vẫn luôn khuyên khách hàng là mình dùng bình ắc quy thôi nha các anh. Đó, hoặc là mình dùng chỗ này. Đây, bây giờ em quay bên trong ba mạch cho anh xem ha. Đây, ba mạch bên trong này. Phần nguồn xung của mạch này. Đây, bên trên phần công suất này, hai cái này là ngõ ra lo ha, hai dây này là ngõ ra lo. Lát em sẽ giới thiệu cho mình kỹ hơn nha. Sợi này là dây ra bình này. Đây. Sợi này là ra bình ắc quy ha. Sợi này là đỡ gắn micro không dây. Cái này là gắn micro không dây ha. Rồi, em sẽ giới thiệu cái phần này. Phần này thì nó rất đa dụng này. Đây, bên em làm thiết kế như thế này ha. Hai ngõ ra lo. Nhưng mà thực tế là chỉ có một hai ngõ ra lo, nhưng mà thực tế là mình có thể dùng được một kênh ha. Bởi vì mạch này là chạy một con Iserter 331-602 thôi. Thì mạch này mình dùng được bass 40 này. Mình dùng được bass 40 tơ 33 bass từ 104 con 51 ha. Đây. Mình dùng một kênh như vậy, hoặc là mình có thể gắn vào thêm một sợi dây như thế này để mà mình dùng được hai loa bass bình thường ha. Thay vì các anh phải nối loa lại với nhau thì bây giờ mình chỉ cần gắn cái sợi dây này vào thì mình bắt hai loa riêng biệt luôn cho mình luôn, không cần phải rắc rối ha. Đây, hai bên thì anh có thể, khi mình dùng một loa thì mình có thể rút ra bên nào cũng được. Hồi nãy em rút bên phải thì bây giờ mình có thể rút bên trái đâu được hết ha. Nói chung rất là đa dụng. Em dùng từ là 2:1 đó. Dùng được một loa cũng được, mà hai loa cũng được ha. Đây, phần âm tăng nhiệt của con Iserter 331-602 đây. Em quay rõ cho mình xem luôn ha. Đây, còn phần này là phần rì của mạch đây. Chia khói rất rõ ràng. Khói này là khói Eco, khói karaoke này. Đây. Khói vàng, khói karaoke này ha. Còn khói đỏ là khói của mình chính nhạc. Đó. Màn hình Bluetooth ha. Đầy đủ. Còn khói này là khói chính guitar. Đó. Lắp bên ngoài ha. Cái này mình lắp bên ngoài này. Công tắc led này, công tắc on off này. Đó. Rồi, này em đã xong video ha. Cảm ơn các anh đã quan tâm và theo dõi.
Xin hẹn gặp lại các anh trong các video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt ạ.